AI tất cả trong một nền tảng duy nhất dành cho bạn marketing kinh doanh đóng gói khóa học viết blog viết kịch bản YouTube TikTok và lên lịch đăng bài các nền tảng tất cả có trong một bài tính bài một công cụ rất là mạnh mẽ dành những người làm marketing kinh doanh. Sau khi các bạn đăng ký thì nó vào có một cái giao diện như thế này, các bạn có thể lên ý tưởng bay sách viết sách hoặc tạo sơ yếu lý lịch tạo nội dung thuyết trình cho thiếu nhi hoặc là ảnh chụp chuyên nghiệp, tinh tạo kịch bản video cho trẻ em vân vân, và tạo kịch bản video giới thiệu hình ảnh video hoạt hình bảng trắng và kịch bản hoạt hình bảng trắng demo cho ba podcast phân tích xu hướng kịch bản phát trực tiếp cũng đều nó được chuẩn bị. Ví dụ chúng ta phát live stream trực tiếp bổ chuyển đổi mã chẳng hạn, lịch truyền thông xã hội trong 4 tuần, kế hoạch trong 4 tuần hoặc thậm chí cả năm, trình tạo lời nhắc AI và rất nhiều viết bài tài liệu mã trình tạo mã vân vân, cấu trúc máy dò và giải thích mã vân vân và rất nhiều. Tất cả tôi nghĩ là công cụ này nó là AI đoán dành cho rất nhiều ngành nghề khác nhau, không những kinh doanh và marketing. Trình tạo chiến lược thương hiệu, trình tạo mô hình kinh doanh nó đều có. Nó có thể trình tạo mô hình kinh doanh đề xuất thêm thắt vào cho chúng ta, trợ lý chuẩn bị phỏng vấn xin việc, định vị sản phẩm, trình tạo kịch bản demo sản phẩm, trình tạo lộ trình sản phẩm, cuộc gọi hỗ trợ khách hàng, tạo tệp lệnh gọi, quảng cáo podcast, mẫu khảo sát email, khảo sát khách hàng vân vân, và tạo khảo sát khách mời sự kiện, quảng cáo Twitter vân vân, và rất nhiều. Trình tạo nghiên cứu tình huống, viết quảng cáo cho trang landing page, trang đích, đánh giá hiệu suất và rất nhiều. Kịch bản cho chương trình phát sóng, lập kế hoạch hành trình du lịch, người viết sơ yếu lý lịch, đơn giản hóa nội dung, trình tạo ý tưởng kinh doanh, trình tạo trích dẫn, trình tạo khẩu hiệu, trình tạo văn bản slide thuyết trình. Bạn có thể làm slide thuyết trình nếu như bạn làm đào tạo hay là chia sẻ một cái gì đó. Bài đăng blog, ý tưởng động não có nghĩa là đề xuất cho chúng ta, người viết bài và trình tạo dàn ý bài, người viết tiểu luận, lời nhắc hình ảnh, chân dung thực tế, người tạo nội dung module, người tạo khoa học, nó đều có trong này các anh chị. Chúng ta lên kế hoạch một bản tạo phác thảo khoa học cũng như nội dung phác thảo cho chúng ta nếu chúng ta là những người đóng gói hoặc bản tổng quan về khoa học và nội dung của YouTube, kịch bản YouTube, người tạo ghi chú cảm ơn, người tạo câu, tạo tình hướng dẫn, lập kế hoạch, tạo đánh giá, tạo tiểu sử phương tiện truyền thông, công thức gợi ý, trình tạo ngôn ngữ và kiểm tra ngữ pháp, trình tạo công thức Excel, viết sáng tạo vân vân, kế hoạch ngân sách, trình tạo biểu đồ chế độ ăn uống cân bằng, đề xuất trình tạo đoạn văn, nội dung bài học, trợ giúp bài tập về nhà và thiết kế chương trình giảng dạy rất là tuyệt vời. Và phiếu bài tập, trình tạo báo cáo khóa học và trình tạo kế hoạch bài học, trình tạo câu đố, người viết tài liệu vân vân, người viết báo cáo, người viết tin nhắn cá nhân và các cái biểu mẫu, người viết thư này. Nội dung YouTube trọn gói, bạn có thể là đề xuất nó và kế hoạch nội dung YouTube của bạn và kế hoạch hàng năm, hàng tháng và nội dung như thế nào, từ khóa hạt tạp và nội dung mô tả như thế nào, nó đều chuẩn bị cho chúng ta. Đồng thời nó có cả chức năng SEO từ khóa, cái gì tóm tắt chương trình sách, tạo tác ý tưởng, tạo tiêu đề sách vân vân. Bạn có thể viết sách, dùng công cụ này viết sách được, và công cụ này rất nhiều chuyên gia đánh giá 60.000 8K. Và công cụ này thì tôi cũng mới bắt đầu trải nghiệm, tuy nhiên nó là một công cụ chắc chắn là tuyệt vời bởi vì nó có tất cả để mọi thứ để chúng ta dùng. Đồng thời rất nhiều chuyên gia trên thế giới đã đánh giá cao về nó, đúng không ạ? Xây dựng thương hiệu YouTube, nội dung email và trang đích, tất cả những cái thứ này nó đều có cho chúng ta. Một công cụ vô cùng tuyệt, sao chép trang đích, định giá email, triển vọng chiến dịch email và SEO từ khóa, toàn bộ những cái phần này đều có đánh giá rất là cao về các chuyên gia đầu ngành trên thế giới. Và công cụ này mới được tôi phát hiện khi một người thầy lớn của tôi, là trong một cái nhóm của tôi đã tham gia học của Johnson Baxter, và một người đã chia sẻ cho tôi cách đây và tôi trải nghiệm, thì đây là một cái công cụ vô cùng tuyệt vời đối với những người kinh doanh cũng như marketing. Và nếu các bạn muốn xem những video hướng dẫn về marketing kinh doanh, hãy đăng ký kênh của tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.